3, 2, 1, bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề về đếm và xác suất. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận với một bài tập mới. Bài thứ 12, hãy đếm có bao nhiêu cách xếp 4 cuốn sách khác nhau trên một giá. Thế thì các bạn thấy rằng bài tập ngày hôm nay sẽ hơi khác so với bài tập ngày hôm trước. Khác như thế nào? Và chúng ta sẽ phải tìm hướng giải quyết của nó, đúng không? Rồi, chúng ta cùng quan sát lại bài vấn đề 11. Vấn đề 11 ở đây là chúng ta có 7 ký tự. 1, 2, 3, 4 này, 1, 2, 3 này, 7 ký tự đúng không? Và đối với cái ký tự đầu tiên thì chúng ta có 10 cách, bởi vì có 10 số. Ký tự thứ hai thì chúng ta có 25 cách, bởi vì có 25 chữ cái nhưng mà bỏ đi một chữ O. Ký tự thứ ba chúng ta có 35 cách, thứ tư cũng có 35. Tại sao lại là 35? Bởi vì mình có 10 số và 25 chữ, đúng chưa? Tại sao bỏ chữ O? Bởi vì chữ O với số 0 nhiều lúc nó nhầm lẫn mà. Đó, và các ô tiếp theo cũng có 35. Rồi, nếu mình ghép vào ô như thế thì các bạn cũng dễ hình dung đúng không? Rồi bây giờ đến bài ngày thứ 12, mình có 4 cuốn sách. Nào, 4 quyển sách. 4 quyển sách, đấy, quyển sách. Bụt. Được chưa? Rồi, 4 quyển sách này được xếp vào giá sách, đúng không? Thế thì mình gọi 4 quyển sách với 4 vị trí như thế này. Được chưa nào? Rồi, 4 vị trí như thế này thì các bạn thấy là ở vị trí đầu tiên là có bao nhiêu cách? Thế thì nhiều bạn sẽ giải sai lầm như sau. Ở vị trí thứ nhất chúng ta có thể có 4 cách, vì có 4 quyển sách mà. Như vậy là ở vị trí đầu tiên chúng ta sẽ có 4 cách. Vị trí thứ hai chúng ta cũng có 4 cách, đúng không? Vị trí thứ ba chúng ta cũng có 4 cách, bởi vì có 4 quyển sách mà. Có 4 quyển sách như vậy có 4 cách. 4 cách xếp cái vị trí đấy. Vị trí đấy sẽ có 4 cách. Và như vậy chúng ta sẽ có kết quả là 4 x 4 x 4 x 4 và bằng 4 x 4 cách xếp số sách. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là có một sai lầm như thế này. Nó hơi khác so với ở cái trên. Tại sao sai lầm? Xếp sách lên giá thì nó hơi khác. Lý do là gì? Nếu ở ô đầu tiên các bạn, nếu ở ô đầu tiên chúng ta đã có xếp 4 quyển sách vào rồi. 4 quyển sách, xếp 4 quyển sách tương ứng với 4 cách rồi. Thì ở ô thứ hai các bạn còn mấy quyển? Ở ô thứ hai chỉ còn 3 quyển thôi các bạn. Chỉ còn 3 quyển sách thôi, bởi vì là mình đã xếp một trong 4 quyển sách vào ô thứ nhất rồi. Như vậy ô thứ hai là chỉ còn 3 quyển. Đó, như vậy nó hơi khác ở bài hôm trước, đúng không? Sau đó xếp tiếp thì mình đã lấy một quyển sách ở ô thứ nhất và một quyển sách ở ô thứ hai rồi. Như vậy ô thứ ba chỉ còn 2 quyển và ô thứ tư chỉ còn 1 quyển. Đúng chưa nào? Như vậy là chúng ta chỉ có 4 x 3 x 2 và x 1 số cách xếp 4 quyển sách. Nó hơi khác so với ở bài ngày thứ 11. Đúng chưa nào? Thế thì cái mấu chốt, cái vấn đề là nó khác ở đâu? Thì các bạn sẽ thấy rằng là lựa chọn quyển sách nào ở bước ở từng ô ấy, ở từng vị trí thì nó không ảnh hưởng gì đến bài toán. Nhưng số lượng sách ở từng ô này thì lại phụ thuộc vào sự lựa chọn ở phía trước, đúng không? Thế thì bây giờ mình đi vào lời giải chi tiết để cho các bạn hiểu rõ hơn nhé, đúng không? Lời giải. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là chúng ta có 4 sự lựa chọn đối với ô đầu tiên, được chưa? Bước 1. Chúng ta có 4 lựa chọn cho cuốn sách đầu tiên, cho vị trí đầu tiên. Hoặc chúng ta cũng có thể gọi là 4 sự lựa chọn cho cuốn sách đầu tiên, đúng không? Có thể hiểu là có 4 lựa chọn cho cuốn sách đầu tiên. Bởi vì ở đây là mình quy vào vị trí. Còn một cái góc nhìn khác là quyển sách các bạn. Mình có thể tư duy theo quyển sách. Tại sao ở đây mình lại nói đến cái việc tư duy theo quyển sách và tư duy theo vị trí? Bởi vì là nó sẽ liên quan đến một số các bài tập sau nữa các bạn nhé. Đó, bước số 2. Bước số 2 thì bây giờ chúng ta chỉ còn lại 3 quyển sách thôi. Còn lại 3 quyển sách. 3 cuốn sách. Đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. Vậy chúng ta sẽ có 3 lựa chọn cho vị trí tiếp theo. Hoặc chúng ta sẽ có thể hiểu là có 3 lựa chọn cho cuốn sách tiếp theo. Được chưa? Ok, bước thứ 3. Thế thì do đó là chúng ta sẽ có bao nhiêu cách nhỉ? Do đó chúng ta sẽ có được là 4 x 3 bằng 12 cách. Được chưa? Rồi, ok. Ở bước thứ 3 như vậy là ta sẽ thấy là còn lại là 2 quyển, 2 cuốn sách. Thì tương ứng với là có 2 lựa chọn cho vị trí tiếp theo. Được chưa nào?
Do đó thì chúng ta sẽ có tổng là 24 cách, đúng không? Do đó ta có rằng là 4 nhân 3 nhân 2 bằng 24 cách. Được chưa? Bước thứ cuối cùng, bước 4. Như vậy là ta còn lại một cuốn sách tương ứng với có một lựa chọn cho vị trí tiếp theo, vị trí cuối cùng, hay có thể gọi là có một lựa chọn cho cuốn sách cuối cùng, đúng không? Do đó ta có được là 24 nhân 1, nghĩa là 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1 sẽ bằng là 24 cách. Được chưa? Thế như vậy là kết quả chúng ta đáp án sẽ là 24 cách. Được chưa nào các bạn? Đó. Thế thì cái vấn đề ở đây các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có thể làm cái tích nhanh được là 4 x 3 x 2 x 1 được không? Thế thì 4 x 3 x 2 x 1, thế thì cái số 4 này là do là ở 4 vị trí hay là do 4 cuốn sách? Nhiều bạn vẫn chưa phân biệt được cái số 4 này. Bởi vì kết quả nó là 4 x 3 x 2 x 1 thì mình có thể dù gọi đi thì nó chính là 4 giai thừa thôi. Các bạn tính nhanh. Nhưng cái mấu chốt ở đây là gì? Cái số 4 x 3 x 2 x 1 này nó là vị trí hay nó là cuốn sách? Đúng không? Nó sẽ có cái tư duy khác nhau chứ các bạn. Bây giờ mình sẽ nâng số sách lên mà chỉ giữ nguyên cái số 4 là vị trí đấy. Đó. Thì bây giờ kết quả nó sẽ là gì? Thế thì ở bài ngày hôm sau chúng ta sẽ thử giải quyết bài tập đó nhá. Còn bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe nhé. Bye bye.